Vô chướng nhân sắc và các tâm bất tương ưng hành trong tâm vô lậu ban đầu ấy, từ hai nhân sanh là cộng sanh nhân và vô chướng nhân. Không một pháp nào từ một nhân sanh hoặc từ sáu nhân sanh ấy gọi là bốn duyên. Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật quán bốn duyên như vậy, tâm không vướng mắc tuy phân biệt pháp ấy mà biết nó không, đều như huyễn hóa. Trong huyễn hóa tuy có các sai biệt, người trí quán nó biết không có thật, chỉ dối gạt con mắt. Vì phân biệt biết pháp, người phàm phu đều là người điên đảo hư dối mà không thật, nên có bốn duyên. Như vậy thế nào là thật? Pháp hiện thánh nhân từ, pháp phàm phu sanh nên cũng không thật, như đã nói trong chương 18 không. Bồ Tát ở trong bát nhã ba la mật không có một pháp có tánh nhất định khả thủ nên không thể phá. Vì chúng sanh chấp trước vào không pháp do nhân duyên sanh nên gọi là có thể phá. Ví như trẻ con thấy trăng trong nước, tâm sanh ưa đắm, muốn lấy mà không thể lấy được, tâm lại ưu não. Người trí dạy rằng, tuy có thể mắt thấy mà không thể tay lấy, đây chỉ phá cái có thể lấy, không phá cái có thể thấy. Bồ Tát quán biết các pháp từ bốn duyên sanh mà không chấp thủ tướng nhất định trong bốn duyên. Bốn duyên hòa hợp sanh như trong nước, tuy là hư dối không có gì, nhưng phải từ trong và nước làm nhân duyên sanh, chứ không từ duyên khác có được. Các pháp cũng như vậy, mỗi mỗi tự do nhân duyên sanh, không có thật nhất định. Vì vậy nên nói, Bồ Tát muốn như thật biết tướng nhân duyên, thứ đệ duyên, chuyên duyên, tăng trưởng duyên nên học bát nhã ba la mật. Hỏi, nếu muốn biết rộng nghĩa bốn duyên nên học A Tỳ Đàm, cớ sao trong đây nói muốn biết nghĩa bốn duyên nên học bát nhã ba la mật? Đáp, nghĩa bốn duyên trong A Tỳ Đàm kẻ sơ học như nắm được chỗ thật của nó, lại tìm vào sâu hơn mà bị rơi trong tà kiến. Như trước đã nói trong đoạn nghĩa phá bốn duyên. Lại nữa, sở nhân của các pháp là nhân nơi bốn duyên. Bốn duyên là nhân nơi cái gì? Nếu có nhân thời vô cùng, nếu không nhân thời vô thì, nếu vô thì thời vô nhân, nếu vậy thời tiết, nếu vậy thời hết thời pháp đều nên phải vô nhân. Nếu có thì thời không có sở nhân, nếu không sở nhân mà có thời không đợi nhân duyên. Nếu vậy thời hết thời pháp cũng không đợi nhân duyên mà có. Lại nữa, các pháp từ nhân duyên sanh có hai thứ, hoặc trong nhân duyên trước đã có thời không đợi nhân duyên mà sanh, thời chẳng phải nhân duyên, hoặc trong nhân duyên trước không có thời không có mỗi mỗi nhân duyên. Vì hí luận bốn duyên nên có các lỗi như vậy, còn như bát nhã ba la mật là không bất khả đắc, thời không có các lỗi như vậy. Như người thế gian mắt tai thấy sanh già bệnh chết ấy thời là có, mà tìm kỹ tướng nó thời không thể có được. Vì vậy nên trong bát nhã ba la mật chỉ trừ tà kiến mà không phá bốn duyên. Cho nên nói, muốn biết bốn duyên nên học bát nhã ba la mật. Kinh, muốn biết các pháp như pháp tánh thật tế nên học bát nhã ba la mật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát nên như vậy trụ trong bát nhã ba la mật. Luận, các pháp Như Lai có hai, một mỗi mỗi tướng, hai thật tướng. Mỗi mỗi tướng là như đất tướng cứng, nước tướng ướt, lửa tướng nóng, gió tướng động. Như vậy phân biệt các pháp đều tự có tướng riêng. Thật tướng nơi mỗi tướng ấy phân biệt tìm thật tè, thật không thể có được, không thể phá, không các quấy lỗi. Như trong đại tự tướng không đã nói, đất nếu thật là tướng cứng, cớ sao keo sát khi gặp lửa thì bỏ tự tánh nó. Ở đây chữ tướng tánh đồng nghĩa. Người có thần thông vào đất như nước, lại phân tán cây đá, trời mất tướng cứng, lại phá đất để làm thành vi trần, lấy phương hướng phá vi trần, cuối cùng quay về không cũng mất tướng cứng. Như vậy suy tìm tướng đất không thể có được, nếu không thể có được vậy nó thật đều không, không là thật tướng của đất. Tất cả tướng riêng cũng đều như vậy, ấy gọi là như pháp tánh. Như trước nó mỗi mỗi pháp không, không có hấp phẩm trật sai khác, ấy là như đồng là một không, ấy là pháp tánh. Pháp tánh ấy cũng có hai, một dùng tâm không chấp trước phân biệt các pháp tự có tánh riêng, hai gọi là vô lượng pháp, đó là thật tướng các pháp. Như kinh chỉ tâm nói, pháp tánh vô lượng, hằng thanh văn tùy đắc pháp tánh. Vì có vị trí có lượng nên không thể nói vô lượng. Như người tùy đi đến biển lớn vì đồ đựng nhỏ nên không thể lấy vô lượng nước, ấy là pháp tánh. Thật tế lấy pháp tánh làm chỗ thật chứng nên gọi là tế, là như A La Hán gọi là trú nơi thật tế. Hỏi, như
Pháp tánh thời tế ba sự là một hay là khác? Nếu là một cớ sao nói ba? Nếu ba thời này nên phân biệt nói. Đáp: ba ấy đều là tên khác của thật tướng các pháp. Vì cớ sao? Vì phàm phu vô trí đối hết thảy pháp khởi tâm tà quán cho là thường là tịnh thật ngã, còn đệ tử Phật quán đúng như bổn tướng các pháp, khi ấy không thấy thường ấy gọi là vô thường, không thấy vui ấy gọi là khổ, không thấy tịnh ấy gọi là bất tịnh, không thấy thật ấy gọi là không, không thấy ngã ấy gọi là vô ngã. Nếu không thấy thường mà lại thấy vô thường ấy là vọng kiến. Thấy khổ không vô ngã bất tịnh cũng như vậy, ấy gọi là như như là đúng như bổn tướng không thể phá hoại. Vì vậy nên nói hết ba pháp là pháp ấn, đó là hết thảy pháp hữu vi vô thường ấn, hết thảy pháp vô ngã ấn, niết bàn tịch diệt ấn. Hỏi: ba pháp ấn ấy trong ban nhã ba la mật đều phá hoại hết, như Phật bảo tu bồ đề, nếu bồ tát ma ha tát quán sát thường là không thực hành bát nhã ba la mật quán sát vô thường, là không thực hành bát nhã ba la mật quán khổ lạc ngã vô ngã tịch diệt phi tịch diệt cũng như vậy. Như vậy cớ sao gọi là pháp ấn? Đáp: hai kinh đều là Phật dạy, như trong kinh bát nhã ba la mật rõ ràng nói thật tướng các pháp. Người có điên đảo chấp trước thường nên bỏ thường kiến mà không chấp trước tướng vô thường, ấy gọi là pháp ấn, chứ không phải bỏ thường chấp trước vô thường cho là pháp ấn được. Ngã cho đến tịch diệt cũng như vậy, trong bát nhã ba la mật phá cái kiến chấp vô thường, chứ không phải phá cái không lãnh thọ không chấp trước được các pháp như rồi. Thời và pháp tánh diệt các quán niệm không sanh dị tín, tánh nó tự như vậy. Ví như trẻ con thấy trăng trong nước, vào nước để tìm, tìm không được liền sầu. Người trí hỏi tánh nó, người trí nói tánh nó tự như vậy, chớ ưu sầu, khéo vào phát tánh ấy là thật tế.